Những ngày qua, thời tiết tại khu vực Nam Bộ âm u và có mưa rông do ảnh hưởng của bão số 1. Ngoài ra, ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía Bắc tràn về cũng khiến tiết trời ở đây thêm lạnh. Người dân cần đặc biệt lưu ý đến sức khỏe vì sự thay đổi thời tiết đặc biệt này. Những ngày qua, người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Bộ bất ngờ đón không khí lạnh. Nhiệt độ hạ thấp còn từ 21 đến 24 độ C. Nhiều khu vực nhiệt độ giảm xuống còn khoảng 20 độ C. Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, hiện tượng không khí lạnh sẽ còn kéo dài trong những ngày tới, kèm theo mưa rải rác. Nguyên nhân được cho là do ảnh hưởng của nhiều yếu tố như bão và đợt không khí lạnh từ phía Bắc. Các tỉnh miền Bắc vừa rồi cái nhiệt độ xuống rất là sâu. Thế thì cái không khí lạnh nó khuếch tán sâu xuống phía Nam, nó làm cho cái nền nhiệt ở khu vực Nam Bộ chúng ta cũng giảm theo. Và kèm với nó thì hiện nay ở tại khu vực Nam Bộ tức là nó có hình thành một cái rãnh, gọi là cái rãnh áp thấp xích đạo, tạo nên cái thời tiết một là nhiều mây, hai là sáng sớm thì trời se lạnh, ba nữa là sinh ra cái mưa. Theo dự báo, trong khoảng 2 đến 3 ngày tới, nhiệt độ tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ duy trì trong khoảng từ 22 đến 23 độ C. Tại Đồng Nai, Bình Phước, nhiệt độ cũng dao động từ 21 đến 22 độ C. So với khí hậu nắng nóng thường xuyên, khó chịu trước đó, thì đây là khoảng thời gian khá lạnh. Sự thay đổi đột ngột nhiệt độ khiến người dân dễ bị mắc các bệnh về đường hô hấp, các bệnh về xương khớp, nên người dân cần chú ý đề phòng.